nhầm nhầm. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, chào mọi người. Hello các anh em. Chào mừng mọi người đã đến với chuyên mục thử thách cùng Fit đi số tiếp theo trong ngày hôm nay. Và mình là Hơ Mi Mèo, hôm nay mình lại tiếp tục tham gia chương trình thử thách cùng Fit đi tiếp. Có ai nhớ mình không ấy nhỉ? Có ai nhớ Hơ Mi Mèo không ấy nhỉ? Cả nhà ơi, có ai nhớ không? Từ từ để mình share cái livestream này về Facebook đã nhá. Cả nhà ơi, hãy cùng nhau share cái livestream của Mèo về Facebook để các anh em và mọi người cùng vào đây xem thử thách Fit đi nhá. Không biết là hôm nay Mèo sẽ có một phần thử thách gì nhỉ? Trời ơi, mọi mấy lần trước nó đã kinh khủng lắm rồi mà hôm nay chắc là mong là hôm nay thử thách của mình nó sẽ đỡ hơn một chút. Nó sẽ không như mọi khi. Cả nhà có nhớ hai lần thử thách trước của Mèo là gì không? Một cái là bánh gato ship. Từ cái hôm mà tôi mới thử thách Fit đi đến giờ là anh em toàn gọi tôi là cô gái phao câu thôi anh em ạ. Trời ơi, lần trước ăn 30 cái phao câu ở đây rồi. Không biết là hôm nay thử thách của mình là gì nhỉ? Tôi xem nào, có anh em nào vào comment chưa nào? Ai đây? Chào Thành Vinh nha. Chào Minh Nhật. Chào gái già lại ăn. Chào Kiều Xuân Tiến nha. Hello Đỗ Thị Thanh Bình nha. Cả nhà ơi, bây giờ Mèo sẽ share cái livestream này về Facebook đã nhá. Mình sẽ vào trang Fit đi TV này. Cả nhà nhớ vào trang Fit đi TV. Ô kìa, lag. Không ấn được. Cả nhà nhớ vào trang Fit đi TV nha. Fit đi TV xong rồi like page. Rồi xem ngay cái livestream của Mèo về Facebook nha. Bây giờ mình sẽ share livestream về Facebook này. Cả nhà ơi, vô ăn thử thách với Mèo. Rồi, ok. Ok. Rồi. Hello Việt Anh nha. Có ai nhớ ra không biết Mèo hôm trước ăn những thử thách lần trước không nhỉ? Đùa, mấy lần trước ăn thử thách là tôi thấy dã man quá nhưng mà tôi vẫn đăng ký tham gia. Nhỡ đâu thử thách lần này là nó sẽ có chút gì đấy. Chắc là mọi khi anh chị chắc là mọi khi sau những cái thử thách lần trước của Mèo thì chắc hôm nay anh chị sẽ dễ tính hơn. Cả nhà ơi, bây giờ Mèo đang ấn vào cái TVC của Fit đi nè. Mọi người có biết chị Thu Quỳnh không? Xinh nhở? Uầy, hãy nhìn sang bên này này. Đó, TVC bên này mình không nhớ. Nhưng mà uầy, chị Thu Quỳnh này, xinh quá. Chị ý ở gần nhà mình đấy, ngay sát nhà. Cách đây có 50 mét thôi. Xinh dã man. Đây là TVC của Fit đi nha mọi người. À, mọi người có thể vào fanpage của Fit đi hoặc là vào app Fit đi ở trong CH Play hoặc App Store để download về và xem ngay cái TVC này nha. Chào Lan Vi, chào chị Hoàng Mỹ Linh nha. Hôm nay chắc không phải phao câu nữa đâu chứ. Không biết được là cái gì. Chào Nguyễn Hùng nha. Nhưng mà mong là không phải phao câu, chắc là không phải phao câu nữa đâu. Và bây giờ mình bắt đầu nhận thử thách cùng Fit đi nhá. Mong là một cái gì đấy mà tôi có thể thể hiện được sức mạnh ăn uống của mình. Đây, mình sẽ ăn, mình ăn nhầm, mình sẽ đọc nhá. Thử thách của bạn là ui. Mọi người ơi, thích quá. Thử thách của bạn là ăn hết 4 cái đùi gà và 500 g khoai tây chiên. 500 g là bao nhiêu củ khoai tây? Vừa ăn vừa uống hết một cốc nước trong thời gian là 30 phút. Ui, có 30 phút thôi. Nhưng mà được ăn gà là thích rồi. Trời ơi, cảm ơn các anh các chị của Fit đi. Lần trước hai lần livestream của tôi đều nói về vấn đề là tôi thích ăn gà. Thế là lần thứ hai livestream là bị ăn phao câu gà. Nhưng mà lần thứ ba là sẽ được ăn gà rồi. Thích quá, cảm ơn mọi người. Mọi người cùng ngồi đây xem Mèo ăn thử thách nhá. Wow. Ui, ngon quá. Thích quá, thích quá, thích quá.
rồi xem. Wow, bốn cái đùi gà và khoai tây chiên cộng thêm một cốc nước. Ủa, nhưng mà đùi to quá, trời ơi, mọi người nhìn đi. Nhìn cái đùi gà này đi, nhìn cái đùi gà này đi, hãy nhìn cái đùi gà này đi, trời ơi, hãy nhìn soi cái mặt của tôi đi, chắc nó bằng một nửa cái mặt luôn này. Bốn cái đùi gà, không sao, tôi thích ăn gà mà. Anh em ơi, cổ vũ cho mình. Chào Trang Trang, đây là món đùi gà nướng. Thơm quá, thơm quá. Đùi gà nướng và khoai tây chiên. Thêm cốc nước này, uống tí nước xong rồi sẽ thử thách nha. Ngon quá, ngon quá. Chào Hương Lê, chào Lan Vi, chào Minh Anh. Sau hai lần thử thách cùng Fit đi dã man, một lần là bánh gato Fit, một lần là 30 cái phao câu, và bây giờ mình đã được ăn bốn cái đùi gà. Đây là cái gì đây? Trời ơi, thử thách kèm thêm chấm cùng mù tạt. Sao lại có cả thử thách kèm thêm thế này? Đang ăn ngon tự nhiên mọi người vào mình chấm cùng mù tạt. Tại sao không phải là tương ớt, tương cà? Đúng rồi, cái này phải chấm với tương cà mới ngon chứ. Thử thách nhá. Ngon quá mọi người ạ. Nhưng mà chấm cùng mù tạt thì hơi thốn. Chấm cùng mù tạt thì hơi thốn. À, các anh chị chắc là tìm công thức ở trong trang Fit đi để mà làm ra những chiếc đùi gà thơm ngon này. Thơm quá, thơm quá. Xem người đẹp giảm cân á. Bốn cái đùi gà này làm sao mà giảm cân được. Đúng lúc đang đói à Mai Phương. Chào Dung Hà nha, cho ăn với, chúc chị ngon miệng, cảm ơn Mai Hương nha. Ok, mình bắt đầu thử thách này. Không thể chờ đợi được nữa. Tôi nhìn thấy đùi gà tôi chỉ muốn ăn ngay thôi. Chấm cũng ăn luôn. À. Ngon 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 quá. Thịt quá. Không sao, lương cân cũng không sao. Lương cân thì mình đã ăn có chế độ tập gym. Ngon quá. Ngon quá mọi người ơi. Chào Thùy Dương ạ. Chào Thắng Hữu Nguyễn. Ngon lắm, bốn người gà luôn. Chấm mù tạt, trời ơi, cái này phải chấm tương cà mới ngon anh chị ơi. Cho em bát tương cà. Đúng không? Chào Nguyễn Hà My nha. Chấm nhiều vào ở đây, em chấm nhiều đây, nhìn thấy chưa? Mọi người nhìn thấy cái mù tạt đây không? Đẫm luôn. Cay quá. Trời ơi, cái này nó phốc lên tận mũi luôn ý. Ngon lắm. Măm măm. Chào Bim Bim nha. Hôm nay hôm meo. À, mình là hôm Bim Meo. Và hôm nay hôm Bim Meo sẽ tham gia một cái thử thách với Fit đi là sẽ ăn hết 4 cái đùi gà cùng với 500 g khoai tây chiên và một cốc nước. Cả nhà nhớ theo dõi xem là tôi có ăn hết bốn cái đùi gà này, khoai tây chiên này, cốc nước nhá. Nhìn thân hình nhỏ nhắn thế này thôi nhưng mà tôi ăn hơi bị điên đảo đấy cả nhà. Không phải, mặc dù cái đùi gà nó to bằng một nửa mặt của tôi nhưng mà tôi sẽ ăn rất là điên đảo. Chào, cảm ơn Ngọc Hoàn Phan. Ngon. Ngon quá. Đúng là ăn ở mọi người ạ. Đúng là do ăn ở. Trời ơi, sau hai hôm, một hôm mấy bánh gato, một hôm là 30 cái phao câu, và hôm nay tôi đã được toại nguyện là ăn đùi gà. Ngon quá. Ai chị đó em giỏi nhỏ. Chị Anh Phạm, à chị Hạnh Nham, chị Anh ngồi đây đợi em xem là em có ăn hết cái này không nhá. Em hết ăn hết bốn cái đùi gà không nhá, trong vòng 30 phút. Ngon quá. Chào Vũ Tố Nguyên. Con lợn này
Sao tôi chưa ăn mà mọi người đã gọi tôi là lợn rồi này. Cảm ơn thằng Ngũ Nguyễn nha. Nhìn chị xinh đẹp thế mà ăn mạnh của ta, xinh nó có liên quan gì đến ăn mạnh không hả mọi người? Xinh mà không được ăn à? Đây này, cả nhà hãy đeo cái ứng dụng Fit đi về và nhập cái mã của Mel vào ấy, trong đấy là có tất cả những công thức để làm nên cả một một bữa tiệc gà. Tôi là tôi thích ăn nhất là gà mọi người ạ. Sau khi nói cái câu này cho Fit đi thì Fit đi đã cho tôi ăn ba mấy cái bao câu gà của lần trước, nhưng may quá lần này là đã được ăn đùi gà. khoai tây à? Trời ơi, nhưng không có tương cà. Anh chị ơi, có thể cho em xin một ít tương cà không? Tại vì tương cà nó mới ngon ý. Khoai tây ngày xưa em hay chơi cái trò này. Tay làm ra cả đông đây. Bây giờ với cả các em ấy toàn ăn khoai tây cái kiểu ấy thôi. Chào Duyên Nguyễn nha. Ăn như heo vậy. Trời ơi, mọi người nhìn mặt tôi gầy không? Tôi ăn nhiều này mà mặt tôi vẫn gầy. Đấy là có bí quyết đấy. Ai muốn biết thì nhớ xem ngay cái livestream này về Facebook nhé. Hãy đăng ngay ứng dụng Fit đi và tải mã của Mel vào nhé. Rồi Mel sẽ nói bí quyết cho ăn rất là nhiều nhưng không bao giờ béo. Ngon quá. Ở Nguyễn Thông nha. Ngon lắm bà Phạm Bảo Hân ạ. Nhưng mà nếu mà có cái tương cà thì nó lại còn ngon hơn nữa. Trong cái mùa tàn này nó cứ sộc lên mũi ấy. Chào Nguyễn Trang. Đó. Chào Sơ Bi nha. Chào Thành Đặng nha. Ở đấy vừa ăn vừa nói chuyện này sao 30 phút hết rồi nhỉ? Không sao, kể cả có hơn 30 phút tôi cũng quyết ăn hết tại vì nó quá ngon. Kể cả có quá giờ ấy, tôi cũng sẽ tranh nhau ăn hết. Tôi không thể để lại được. Lần đầu tiên tôi được ăn nhiều nha. Mọi người đoán đi. Nếu mà trong vòng 30 phút mà tôi không ăn hết thì cả nhà có thể đưa ra cho Mèo một hình phạt. Còn nếu mà ăn hết ý, thì mọi người phải phải làm sao nhỉ? Thì mình sẽ đưa ra cho các bạn hình phạt. Chào anh Pháp Đăng nha. Uầy, chào anh Tony Phạm. Vãi gì em được ăn gà rồi này. Không sao, chị thích ăn gà mà em. Bốn cái đùi gà không là thành vấn đề. Với một người thích ăn gà như chị, người ta bảo ăn gà là phải ăn bằng tay, vị ngon trên từng ngón tay. Ăn gà để uống bia đúng không? Hay ăn gà để uống coca đúng ngon đấy. Muốn tham gia thử thách à bé oxy chua cay ơi, hãy inbox ngay cho fanpage Fit đi. Hãy đào ứng dụng Fit đi về. Hãy inbox ngay cho Fit TV nhá. Rồi sau đó là bạn sẽ là một trong số những người may mắn nếu mà bạn được may mắn để tham gia thử thách của Fit đi nhá. Đừng ăn hết ra tại sao hả Mimi? quá rồi. Gần dốc quá. Ôi thèm quá. Càng ăn càng thèm. Tôi thích ăn nhất là cái chỗ này của con gà này. Xương ấy, thích cảm xương rực. Đi ăn chân á, toàn ăn mấy cái sụn sụn thôi. Em bán hết trong 30 phút anh sẽ cưới em làm vợ á. Anh đẹp trai không? Ngon quá. Em một cá rồi. Nó gương cà thật là nhiều mỡ. Mỡ nó bắn ra trong mồm chứ. Không được ăn hết phần em nữa chị Vi ơi. Cái thứ hai nhá. Mình có lố. Ngon quá. Vì chị mà ăn hết toát khỏi bị chị phạt.
Trong vòng 30 phút mà tôi không ăn hết bốn cái đùi gà và hết cái đống khoai tây chiên này thì tôi sẽ bị chịu phạt. Cho nên anh em bạn bè nghĩ trước hình phạt đi. Còn nếu mà tôi ăn hết ý, thì mọi người nhá, chờ sự hình phạt của mèo. Cái gì mà 1980 ông ơi? 2019. Chào ngốc Hằng nhá, đang đói mới đau. Tôi thích nhất là ăn trước mặt những người đang đói. Tôi sẽ diễn sâu cái cảnh ăn luôn. Những ai mà đang đói hãy nhìn đây. Em thích ăn chị gái à? Em thích ăn chị ạ. Anh có biết dị à? Dị là dư nào? Cả nhà hãy thả tim, hãy xem ngay cái livestream này của Mèo về Facebook nhá. Xem tôi có ăn hết cả cái đống à nhầm. Xem tôi có ăn hết bốn cái đùi gà và đống khoai tây chiên này không nhá, 500 gram đấy. Chị ăn hết chỗ này chắc là chị sẽ ngủ thêm một giấc, nhưng mà là căng ra bụng trùng ra mắt. Nói nó bảo là hãy nuốt đi, nuốt đi, nuốt đi, đừng ngại ngùng. Ngon quá. Chị cầm hai cái đùi gà ăn một lúc rồi nhanh á. Thôi người ta ăn từ từ bình tĩnh thôi. Ăn hai cái đùi gà này. Đói quá. Em rất là thích ăn trước mặt những người bị đói. Mỗi ở bóng ngay luôn ấy. Ôi, chào Sumi Vui. Vợ ơi, vợ ăn đùi gà không vợ? Cả nhà ơi, hãy cùng xem ngay livestream của Mèo về Facebook nha. Và cùng download ứng dụng Fit đi. Và cùng download ứng dụng và cùng download ứng dụng Fit đi về nhập mã mà Mèo có ghi ở trong status rồi đấy, caption rồi đấy. Nhá. Họ là tôi sẽ chọn ra những cái hình phạt của mọi người nếu mà tôi không ăn hết, nhưng mà tôi sẽ ăn hết thôi. Khóc kinh á. Chị ác quá. Ăn trong vòng mấy phút vậy? Mọi người nghĩ là tôi ăn được trong vòng mấy phút? Thời lượng của tôi là 30 phút. Ngon quá. Tôi phải phát ra tiếng kêu như thế để mọi người mới thèm chứ. Ngon không xương mi bùi? Trời ơi, đã gần 30 phút rồi á. Trời ơi, tăng tốc á. Mọi người cứ làm cho tôi bị phân tâm nhỉ. Có thể mọi người cố tình cho tôi phân tâm để tôi không ăn nữa, tí nữa tôi để dành cho mọi người ăn không? Không được đâu nha. Tân Bùi ơi, con gái con đứa như đứa con gái ăn uống thế thốn nhỉ, con gái con đứa như đứa con gái. Mở hai con một cắp đi, hai con một cắp là cái gì vậy? Chị nói một tiếng dã man quá. Không cho em ăn á. Kim Hương ơi, ra đây mà ăn nè. Ăn cứ tép tép như con. Nghỉ ngơi tí. Cả nhà hãy đào ứng dụng Fit đi nhá. Trong này có rất là nhiều công thức dành cho những con dâu nào mà sống với mẹ chồng. À nhầm, sống chung với mẹ chồng. Anh định bảo sống chung với mẹ chồng. Sống chung với mẹ chồng. Hãy vào đây đào những công thức này về làm những cái món như kiểu làm gà này, gà nướng này, gà hấp này, nói chung là làm tất cả các món gà. Hoặc là những anh em nào mà muốn nấu ăn cho vợ, hãy download ngay ứng dụng Fit đi trên App Store và CH Play về. Sau đó là nhập cái mã giới thiệu của Mel vào. Trong cái mã giới thiệu ấy, khi mà bạn nhập mã giới thiệu của Mel vào thì mình cũng sẽ có ba cái thìa đây này, mọi người nhìn thấy cái số 64 này không? Số 64 này này, đấy là thìa. Bạn cũng sẽ được nhận ba thìa và mình cũng được nhận ba thìa nhá.
Sau đó mọi người có thể lấy cái thìa đấy là sẽ đổi ra để được thưởng được thưởng những cái voucher. Đâu rồi? Đây, được thưởng những cái voucher như thế này. Ví dụ ở trong này là USB là 265 thìa này. Voucher trà chanh trà quất là 30 thìa này. Vỉ chắn dầu mỡ này. 79 thìa là cái bộ miếng hay nhất nồi này. Đó mà mình đang có 64 thìa là mình có thể đổi được hai cái voucher trà chanh trà quất rồi. Mọi người cứ càng giới thiệu nhiều người sẽ càng có nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đợi mọi người nhé. Ừ, nhưng còn 64 thìa rồi. Anh ơi, hãy xem ngay cái livestream này và đăng ứng dụng Fit đi về, nhập mã của Mel vào để cho bọn mình cùng được có quà nhé. Nên tôi đang khát nước quá, tôi đang muốn uống trà chanh quá. Tôi mà đủ là tôi sẽ mời mọi người ăn trà chanh. À nhầm, uống trà chanh. Tôi chết rồi, bị lag. Từ từ đã, em đang bị lag cái comment nhá. Đợi xíu em đọc comment của mọi người đã. Đó. Trong này có rất là nhiều công thức mới nhất này. Công thức xem nhiều nhất này. Mình thấy chưa? Trong này là đây, đây là cái TVC. TVC này các bạn có thể xem ở trên FitDVN hoặc là lát rồi. Đâu comment ở đâu vậy? Rồi. Ok, đợi xíu. Có rất là nhiều công thức à. À xin nướng à. Kem pudding này. Uầy, kem pudding này ngon đấy. Lần sau có được thử thách ăn kem pudding không nhỉ? Nữa này nhiều lắm. Cơm rang này. Rồi. Bề bề sa tế này. Bao nhiêu món ngon ấy. Chết rồi. Đấy. Tự nhiên bị mất mất không nhìn thấy. Ok, Thắng Hưng Nguyễn ơi, nói gì vậy? Được ăn là thích rồi, mình cũng muốn được ăn như bạn. Bạn mà muốn được ăn ấy, bạn hãy share ngay cái livestream này của mình về Facebook, sau đó là inbox ngay cho fanpage, đồng thời là đăng cái ứng dụng Fit đi về nhá. Thì mọi người sẽ được ăn như mình thôi. Mình chờ mãi sau hai lần phao câu với cả bánh gato thì mới được ăn như này đấy, mọi người biết không? Ăn nhanh không hết rồi. Ừ nhở, quên mất. Quên mất rồi. Chị ở Hà Nội em ơi. Mai giới thiệu chị biết ở status thôi em. Mã giới thiệu viết ở status thôi em ơi. Mã giới thiệu chị ghi ngay ở status rồi mọi người có thể xem status nhá. Ăn luôn cả đĩa đi chị ơi. Em có thể vào Facebook của chị để xem status nhá. Bịch muối là gì hả em? Cho xin miếng á. Ê, cho em hỏi cái đùi gà luôn này. Cả nhà ơi, hãy cùng xem ngay cái livestream này về Facebook. Xem livestream về Facebook và download app kinh thể. À nhầm, download app Fit đi. Rồi nhập mã giới thiệu của mình vào. Mã giới thiệu của mình có ghi ngay ở trên status rồi đây. Hoặc là mình sẽ đọc cho bạn. Đấy, đã có người nhập mã rồi đây này. Đây nha. Mã của mình là 895134V nhá. 895134V. Ôi thôi chết rồi, sắp hết giờ rồi đấy. Anh em cứ làm mình sao nhãng. Để mình ăn đã. 8931 à 893754V. Quên rồi. Thôi nói chung là mọi người viết xem trong status nhá. Ok, ăn đi. Ồ, biết giờ mất. Mọi người hãy thả tim cho Mèo để Mèo ăn hết 4 chiếc đùi gà này cùng với 500 g khoai tây chiên cộng cộng thêm một cốc nước nhá. Chị cũng chưa lên quân mi ạ. Facebook của chị có ghi status rồi em. Năm mình ngại cổ rồi Dương ơi. Cho thêm 30 phút nữa cũng ăn hết đã.
Hơi nhầm em mà ăn hơi bị điên đảo đấy, ăn đi Nguyễn ạ. À, đấy, trong công thức này có rất là nhiều nguyên liệu này, mọi người có thể chọn nguyên liệu đây này để thêm vào danh sách đi chợ. Mình ăn linh tinh. Rồi, cả nhà ơi. Mọi người ơi, mọi người thử đoán xem Mèo có ăn hết cái này trong 3 phút nhỉ? Bao nhiêu phút rồi hả anh em? Bao nhiêu phút rồi ạ? Mọi người ơi, bao nhiêu phút rồi nhỉ? Hôm nay em tham gia thử thách của Fit đi. Quyết tâm ăn hết 4 cái đùi gà, 500 g khoai tây, một cốc nước trong vòng 30 phút. Mọi người xem của em xem bây giờ là bao nhiêu phút rồi. Cả nhà hãy thả tim và cùng xem ngay cái livestream này của Mèo về Facebook nhá, để cho tất cả các anh em bạn bè vào đây xem tôi có thử vượt qua thử thách được không nhá. Hôm trước 30 kẹp phao câu là tôi vượt qua thử thách rồi đấy, đừng khinh, cứ nhắc đến gà là không bao giờ thua đâu. 22 phút rồi á, sao người bảo 22 phút người bảo 40 phút vậy? Tại em vừa ăn vừa nói mới ăn chậm đấy, mọi người toàn làm sao nhã rồi. 26 phút rồi. Đùa, nhanh thế rồi. Trời ơi, làm sao bây giờ, không kịp nữa rồi. Ăn nhanh lên nào. Trời ơi, nhanh lên nào. Ủa, không được rồi. Phải ăn nhanh, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc. Không phải tại ngon quá. Rồi. Bao nhiêu phút rồi ạ? À? Còn 10 phút nữa nhá. Hôm ra em quyết tâm ăn hết đây này. Mọi người nhìn đây. Nhưng mà 500 g khoai tây thì nó hơi ấy. Em thích gà thôi. Tại đó anh Thư cứ nói làm cho mình phải nói theo ấy. Vừa ăn vừa nói, tại mọi người nói chẳng nhẽ mình không trả lời à? Trả lời Kelly nha. Ăn đi lợn. Trời ơi, chỉ vì tham gia fit đi cho nên mọi người bảo mình ăn đi lợn. Mọi người thấy tôi giống lợn không? Nhìn tôi giống mèo mà. Kim ơi, nếu mà bạn mà có xem theo dõi fit đi thì bạn xem được lần trước tôi ăn 30 cái phao câu rồi. Bây giờ không thể ăn phao câu được nữa đâu. Quá sợ tôi á. Ừ, khổ lắm mi du du ạ. Khổ tâm quá. Thêm tí muối nữa là được. Fighting, cảm ơn Thúy Quý Quỳnh Trần nha. Đã hết giờ đâu, còn 10 phút nữa mà. Thế á, Hạnh Nguyễn, thế hôm nào tham gia chương trình thử thách fit đi nhá. Mình hay kiểu bị no bụng đó con mắt ấy. Nhìn thì có thể ăn hết được. Thế bây giờ nhá, nếu mà em thua ấy thì mọi người hãy nghĩ ra một cái hình phạt gì đấy dành cho em đi. Mọi người hãy nghĩ ra hình phạt đi. Xong rồi em sẽ xem lượt vote của mọi người để nếu mà em mà không ăn hết trong vòng 30 phút ấy thì hãy nghĩ ra hình phạt. Hãy nghĩ ra hình phạt đi nếu mà em thua. Mười cái đôi cũng hết chứ nhỉ, chứ vậy em nào ăn rồi tập gym đã luôn. Chắc là phải tầm 5 rưỡi 6 giờ mới lên quân em ạ, à, tại vì chị ở phi về nhà nữa. Say chưa, cảm ơn Đoàn Hồng Thủy nhá. Vừa ăn vừa uống như no lắm rồi. Hẳn là cố lên thua đi. Anh em ơi, hãy vote hình phạt cho em với. Em mà thua thì mọi người phải đưa ra một hình phạt nào đấy. Comment đi nào. Comment nào nhận được nhiều like nhất thì sẽ làm theo hình phạt đấy. 4321 là cái gì? Hết giờ rồi á. Trời ơi. Rồi. Thử thách này bất ngờ quá mọi người ạ.
3 giờ em mới được gọi điện để tham gia thử thách, thế cho nên là em không để sẵn bụng để mà chuẩn bị. Nhưng ra mà em tham gia thử thách ấy, Nhẽ ra mà em tham gia thử thách ý là em phải để sẵn bụng từ sáng, em không ăn gì để em đến đây tham gia thử thách. Trời ơi. Giống khai là không phải hết. Một thứ rất là ngon. À, hôm mi em nhá. Ngon mà. Liên quân năm nữa nhá. Ngon quá, muốn ăn thêm nữa quá. Mấy phút nữa hết giờ à mọi người? Sao hết giờ rồi anh em ơi? Em sẽ ăn hết 5 phút nữa nhá. Chưa rồi. Ăn hết không? Hết giờ. Ăn không? Xương cả, cái xương cả em sẽ ăn nhanh hơn đấy mọi người ạ. Đâu, xương cả sẽ ăn nhanh hơn đấy. Chị ở Hà Nội nhé, thì dưa nhát. Về chắc phải béo lên tận mấy cân. Mà ăn phao câu, ông chưa ăn phao câu gà mọi người bảo về chắc phải béo lên tận 3-4 cân. Hôm nay ăn một đống này nữa là về chắc phải béo lên 10 cân. Tôi phải tập gym lên đảo. Cho tất cả khoai vô mồm mà. Em dã man em. Thôi nhá, Lê Nguyễn Mỹ Hằng nhá. Cả nhà ơi, hãy cùng xem ngay livestream này của Mèo trên Facebook. Và đồng thời là để cho tất cả mọi người cùng vào đây xem thử thách cùng Fit đi nhá. Sẽ có rất là nhiều những thử thách cùng Fit đi hoành tráng, hấp dẫn ở đằng sau nữa nha mọi người. Hình phạt là hát không hở răng á. Thôi mọi người nghĩ hình phạt trước đi nào. Chết rồi, có 5 phút nữa em sao ăn hết ở chỗ này. Thôi, em ăn hết cái đùi gà này là em đã thấy. Em ăn nhanh lắm rồi ấy. Ba cái đùi gà trong vòng 30 phút là hơi bị điên đảo rồi đấy. Đùi gà to phải bằng một nửa cái mặt của mình. Mã của chị á, mã của chị là có ghi ở trong status đấy em. Em hãy đăng ngay ứng dụng Fit đi và nhập mã của chị vào nhá. Đây, mã của chị là 895134V nha mọi người, 895134V nha. Cả nhà ơi, hãy cùng đưa ra hình phạt cho em và cùng xem ngay cái livestream này về Facebook nhá. Đưa ra hình phạt nhé, mọi người cùng chờ đón xem là mình sẽ thực hiện cái hình phạt đấy như thế nào nhá. Còn có 2 phút nữa giờ. Em nghĩ là em không ăn hết rồi nữa rồi. Không kịp nữa rồi. Em sẽ để đây để em ăn thưởng thức. Người ta bảo là ăn ngon là phải thưởng thức từng tí một. Phải có thể thưởng thức kiểu phải có thời gian ấy. Thế cho nên là em sẽ không ăn vội vàng nữa. Như thế là nó mất ngon đúng không? Tí nữa sẽ ngồi thưởng thức nốt. Thế cho nên là mọi người ơi, hãy ghi hình phạt đi. Trời ơi, hình phạt ăn 10 cái đùi gà. Hả là ăn 5 năm trái ớt. Em ơi, em là cung con mèo anh ạ. Em là cung thiên đình. Cả nhà anh nghĩ ra hình phạt à? Hát mà không cần răng à? Sắp hết giờ rồi anh em ạ. Trong thời gian chờ đợi thì cả nhà hãy xem ngay cái livestream này về Facebook nha. Xem luôn đi ạ.
xem luôn live stream về Facebook thì em sẽ chọn những cái người mà xem live stream về Facebook để chọn ra hình phạt thích đáng. Hẳn là bôi kem đánh răng lên đầu. Chị bao nhiêu cân á? Chị 49 cân em ạ. Chị 49 cân. Hình phạt là ăn mì cay cấp 7. Trời ơi, hình phạt là ăn cái xương này em á. Tôi mà ăn được cái xương này thì tôi không phải là con người nữa rồi. Hình phạt là ăn một trái chanh. Hẳn là gội đầu bằng Omo. Gội đầu bằng Omo. Cảm ơn Nguyễn Thị Linh Chi nha. Nguyễn Thị Linh Chi cũng thật là đáng yêu. Không biết ăn cái mặt này như là xương này. Ngon quá. Ngon quá, chào Thùy Linh Phạm nha. Chị cao hơn 1m65 nữa. Đấy. Mình nữa không nghe. Heo chứ phải mèo á. Cảm ơn em Nguyễn Thị Linh Chi. Chào Khánh Huyền nhá. À, cả nhà ơi cùng thả tim cho mèo và cùng share cái livestream này về Facebook nhá. Để mọi người đón theo cái hình phạt. Đón xem cái hình phạt của mèo sẽ là gì nhá. Cả nhà nhá. Đây sẽ là cái mã của mèo này. Mọi người có thể download cái ứng dụng Feedee. Tại vì trong này có rất là nhiều những cái công thức để làm ra tất cả các món ăn mà các bạn muốn. Trong này có rất là nhiều công thức mới, có rất là nhiều món ăn ngon này. Món ăn xem nhiều nhất là món ăn ngon này, mà có thể nhập mã giới thiệu của Mel vào là 89513 89513 4V. Nhập mã giới thiệu nha. Đó. Ok, hết giờ rồi. Hết giờ rồi mà tôi vẫn còn một cái đùi gà mà tôi ăn hết ba đùi gà đấy Hoành Tráng ơi, còn một cái đùi gà. Và còn khoai tây. Bây giờ mọi người hãy đưa ra một hình phạt nào. Trời ơi, hình phạt là ăn hết 500 gram khoai tây á. Bỏ đi. Chào Ngọc Vy nha. À nha, Mỹ Linh Ngô Thị nha. Chào Thu An, chào Vũ Tố Uyên. Múa một bài á, múa bài gì nào? Bôi son lên mặt. Mọi người ơi, hãy chọn ra một cái hình phạt mà thích đáng nhất. Và mọi người hãy like cái hình phạt đấy nhá. Chào Thúy Quỳnh Trần. Đúng rồi, đây là ứng dụng để có công thức nấu ăn Trần Hồng ạ. Vừa múa vừa ăn đúng nước. Chào Ngọc Ngân Đặng nha. Chào Quỳnh Như. À, mọi người hãy like, hãy share ngay cái livestream này của Mel về Facebook nha. Ăn đi. Ngon mà, em ngon dã man luôn ý. Còn một cái đùi gà này cũng muốn ăn tiếp mà tí nữa ăn. Và hát một bài hả? Thế bây giờ là chọn hình phạt nào bây giờ? Mọi người viết hình phạt nào thì phải comment ngay đi. Phạt ăn một lần nữa. Hẳn là phạt ăn một lần ngược lại trong vòng 5 phút. Đấy là hình phạt à? Nhưng không ăn rồi 5 phút thì lại bị phạt tiếp à? Chào Diệp Dùa, chào Quỳnh Lu nhá. Anh Trần Hồng tả lâu rồi hả? Thế thì anh nhớ là cũng share cái mã của anh về Facebook nhé, để cho các bạn của anh cũng nhập vào, nhập cái mã của anh vào thì anh sẽ được tặng những cái phần quà rất là hấp dẫn nếu mà nhiều người tải nhá. Chào Winter MT. Chị hãy ăn hết 2 cân khoai. Nhảy điện máy xanh à? Đi ấn mai xanh. Đi ấn mai xanh. Chị đang ở Fit đi em ạ. Chị đang ở đấu trường. À cái gì nhỉ? Cái ta gọi là gì nhỉ? Trường quay của Fit đi TV. Hát đi chị. Ok, hình phạt là hát một bài bằng app Snow thật bựa. Nhưng mà hình phạt nào mà chị làm luôn ở trên này này, chứ app Snow thì làm sao mà nhìn thấy ở đây được em. Hình phạt sẽ là hát một bài không bằng răng hả? À nhầm, không hở răng à? Vừa có một người bảo là hát một bài mà không được hở răng ra, tức là không được há miệng ra ấy. Mọi người có đồng ý hình phạt đấy không nhỉ? Nhậm đá 3 phút. Anh em ơi, anh em đồng ý hình phạt đấy thì mình sẽ thực hiện cái hình phạt đấy nha. Cả nhà nhá. Mọi người có đồng ý hình phạt đấy không?
Hình phạt là hát nơi ngoài không hở răng ra. Vừa có một người ghi cái hình phạt đấy ở đấy xong, vừa hát vừa làm ây dồ á, ây gù, ây gù đấy á, ây gù thế á, phải hình phạt à, phải là cái ây gù đấy không? Làm thế nào để em có thể ăn được giống chị? Em cứ cầm lên và ăn thôi, như kiểu xách ba lô lên và đi thôi, em cứ cầm đùi gà lên và ăn thôi. Vừa hát không có đá đây em ơi. Chị á, các anh chị vào cái Fit đi TV ấy, cái ứng dụng Fit đi ấy, xong rồi mua đùi gà về, xong rồi làm theo hướng dẫn công thức ở trong đấy. Thế em mà muốn ăn đùi gà em có thể vào trong đấy để tìm công thức để làm ra những cái món đùi gà ngon nhá. Thôi ngay nhá Vũ Tố Uyên ơi, Vũ Tố Uyên nhá, bỏ bỏ đi nhá. Ok, hát một bài mà không không nhai răng nhá, tức là hát bài mà không há miệng ra nhá. Mọi người chọn bài đi. Mọi người chọn bài đi. Các anh em hãy chọn bài nào, hãy cùng share cái livestream này của Mel về Facebook nào. Hãy chọn bài nào. Chọn bài gì nào? Chọn bài gì để Mel vừa hát vừa như này nhá. Hát mà không được há miệng ra, hát mà răng vẫn còn phải khít vào. Cả nhà hãy comment nào. Mày ghen á? Mày ghen không nhớ list à, không nhớ ấy. Ấy anh em ghen 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 nè. Rất thốn quá. Lạc chơi á, có em chờ á, còn nơi đó chờ em. Lạc chơi à, người trèo hương hoa mây mù đang lối, là sự vơi vơi phai nó gốc ai xa rồi. Trong tâm mình tôi vẫn luôn hồi ức như thế thốn á. Có em chờ à, bài có em chờ như nào nhở, câu đầu tiên là gì, câu đầu tiên của bài có em chờ như nào nhở anh em nhở? Bad boy bom bom quăng ta cái bom à, hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ ba. Không nhai răng thốn lắm. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ ba, nào nào mình cùng lại đây phê pha, phê cho nó hết cái đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây ăn gà, ăn gà xong ăn khoai tây chiên, cùng ta đùi gà, cùng ta đùi gà, cùng ta khoai tây chiên, cùng ta đùi gà, cùng ta đùi gà, cùng ta đùi gà, gà. Thôi bỏ đi. Đây là hình phạt của mình. À, khi mà các bạn vì mình không thực hiện được thử thách này cho nên mọi người đã có một cái hình phạt dành cho Mèo. Đấy là hát bài hát mà phải không được há miệng ra, hai cái răng nó dính vào nhau. Thế cho nên là nhiều bạn vào đây thấy mình làm như thế đã bảo là từ đầu tiên sao thì hát hay như răng như này giờ sao hát được hả anh? Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên nhau hôn chưa nhau, em chưa biết không thể yêu thế mãi. Cách anh cười qua môi, cách anh lặng lẽ ngồi, người nhìn đôi tôi lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đuối không ngờ. Một cái nếu có khó phân khó về nhà anh nhé, có em chờ, có một mình chân chân, có giờ về thích gắng. Xuân hạ thu đông đều có nhau chờ. Thôi bỏ đi anh em ơi, chết mất. Cảm ơn Mi Lê, cảm ơn Trung Nguyễn nha. Hẳn là đồ ngốc. Lại phạt à, lại phạt cái gì? Phía sau một con đề à? Hay là mình cứ bất chấp hết oanh con lô đi. Mình là gì của nhau à? Mình là gì của nhau? Vạn chân. Mình là gì của nhau? Không không nhớ lời. Chị hát được nhạc Hàn không? Em muốn nghe bài gì nhạc Hàn nào? Kỳ vô mì nhá. Hát bình thường nhá. Hay là hát nhe răng như này? Hắn nên pajima, nên ta quay đó nico.
Nico, 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 hai con là con à? Hai con chẳng đàn con đu nhau cắn nhau rất vui, cha chẳng nhầm buồn chiều ở chung trên mấy bên chùa. Hai con chẳng đàn con đu chỉ cho nhau rất là rồi, ở đây nó có trời chung con nhau trời ơi. Hát nhép á? Má ơi tôi hát đấy, hát nhép gì? Bây giờ mình sẽ vừa ăn vừa hát. Phạm vì hát hay à? Hát bài gì bây giờ? Hát bài gì của tiếng Hàn nhỉ? À vừa ăn vừa hát, mà mọi người biết là lần trước có một cái em nào mà đi thi nhầm, có một cái chị nào mà đi thi The Voice không? Vừa ăn vừa hát không? Mà cái đấy nó nổi tiếng trên cộng đồng mạng. Bây giờ mình sẽ làm một quả vừa ăn vừa hát để cho nó nổi tiếng trên cộng đồng mạng nhé. Cả nhà hãy share ngay cái livestream này về Facebook nhá. Hai ba con gấu à? Hôm ra Maria hăng ghi bác y sọ Apa vun, ma vun, e vun Apa vun, nhìn kinh đu nha Ma vun, na xin nha Ang ghi vun, na bùi ya bô Ất chư, Ất chư, cha lang cha. Vừa ăn vừa hát opera. Ăn thế bao giờ chưa? Bà lép á? Nét như nào nhỉ? Ngày hôm qua có chung cứ đi ba người ta gầm giường. Vì em mới ăn thịt gà thế nên là chạy ngay vào buồng. Bỏ em. Vừa hát vừa uống á, sặc nước em ơi. Cả nhà ơi hãy xem ngay cái livestream này về Facebook cho Mèo. Để mọi người cùng vào đây vừa ăn vừa hát với Mèo nhá. Ai chưa xem thì xem đi nha. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng I love you, I love you. Gặp hồng nhóc nó bị làm gì bắt phận là con gái chứ một lần ăn khoai rồi ngày hôm nay là nó lấy phải ăn 500 gram. Ôi trời trời ơi, bồn gai đuôi gà na 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 Chị để đấy cho mọi người thèm đấy, chị là chị ăn ở đây nhưng mà thôi chị để lại cho mọi người thèm. BTS à? Chị không nhớ lời em ơi, em phải ghi lời đấy đi cơ. Chiếc đùi gà cuối cùng này để đây, tí nữa tôi sẽ ăn một cách thật là từ tốn và rộng và chậm rãi. Chị vừa hát bài lép rồi em. Cả nhà ơi hãy xem ngay cái livestream này của Mel về Facebook nhá. Và tải ngay ứng dụng Fit.ly, đồng thời là nhập mã của Mel vào nhá. Mã của mình có ghi ở trên status rồi đấy. Ê, đấy, mình được 88 rồi này. Anh em ơi, mình sắp được cái để đổi được cái chảo rồi. Mọi người hãy share nốt cho mình mấy mã nữa thôi. Hãy cài đặt và nhập mã giới thiệu của Mel vào. Lép à? Em lép 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 nên không một ai yêu em. Vì em lép 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 nên không một ai thương em. Em lép 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 nên không một ai mê em. Cả nhà ơi, mọi người vào phần điểm thưởng đây này. Trong này sẽ có rất là nhiều phần quà. Và đặc biệt là có cái phần quà là iPhone 7 Plus 128 GB nhá. Mọi người nhìn thấy không? Đấy, có cả iPad Pro còn 3 sản phẩm này. iPhone 7 Plus này 225.550 thìa là sẽ được. Mà hiện tại bây giờ 25.550 thìa. Mà hiện tại bây giờ Mel đang có 88 thìa rồi anh em ơi. Hãy cùng share, hãy cùng down ứng dụng Fitly và gửi nhập mã giới thiệu của Mel vào. Sau đó share đi cho mọi người khác thì anh em cũng có thể nhận được cái iPhone 7 Plus
128GB màu đỏ nhá. Trời ơi, mình muốn đổi điện thoại quá, điện thoại của mình là 6S, mình muốn đổi sang 7 quá. Mọi người giúp mail đi mọi người. Hát bài của sếp đi chị ơi á. Yêu là tha thu ạ. Chào Candy Mi. Cả nhà ơi hãy cùng share livestream và cùng down app Fit đi để có cơ hội trúng iPhone 7 Plus trị giá rất là cao và iPad Pro 12,9 Wi-Fi 4G. 4G nhầm, 64GB. Trời ơi. Quà ấn như nào? À, em ra ngoài nhá. Ra cái phần tài khoản này rồi ấn vào chữ điểm thưởng ấy. Ấn vào chữ điểm thưởng nó sẽ hiện ra tất cả những cái phần quà mà mình có thể đổi. Hiện tại của chị đang có là 88 thìa này. Cả nhà hãy cùng tải app Fit đi. Rồi sau đó là nhập cái mã giới thiệu của Mel vào thì cứ nhập một mã là bạn cũng có 3 thìa mà mình cũng có 3 thìa, mỗi người sẽ có 3 thìa. Cứ đi nhập mã như nhập mã mọi người như thế là bạn sẽ có nhiều thìa và share cho mọi người khác ấy. Tất cả mọi người nhập mã của bạn, bạn cũng sẽ có thìa nhá. Và nếu mà được 25.550 thìa thì mình sẽ trúng iPhone 7 Plus. Tôi đang muốn trúng cái iPhone 7 Plus ấy, cho nên các anh em ạ, hãy share và nhập mã cho Mel. Cái iPad Pro cũng có này. Và share cái mã của các bạn lên trên Facebook ấy thì mọi người sẽ vào để mọi người nhập mã nhá. Tô ra đây mà ăn này. Chào cô gái đến từ nước Thái. Sawadika. Kakunka. Thực ra em không phải cô gái đến từ nước Thái đâu. Em là một chàng trai sang Thái phẫu thuật thành gái để yêu anh. Ai không trời ơi, ai không bật vào lớp hàng chính hãng người ta bật tàu. Đi giáp không chế á. Giáp bệnh gì nào? Chị chỉ biết hát cái những đoạn ở trong bài gì nhỉ? Nấm lượng di động ấy. Hay là tương ngắm. Tình yêu của anh thật nhỏ nhoi, cô gái xinh xắn với ba mấy bẻ đôi. Mọi thứ dừng lại tương đối và theo Einstein như vậy là tuyệt vời. Câu trả lời là anh không cần biết vì đối với anh là đâu có cần thiết. Chẳng gà nhắn với anh có gì đâu, em như vậy là được làm anh út sầu. Chứ xinh chân ngắn có làm sao. Em chả xấu hổ đâu mà em rất tự hào. Cảm ơn Zoom, Zoom ơi. Em có muốn ăn ngon như thế không? Hãy tải ứng dụng Fit đi. Để trong này có cái công thức mà làm ra những khoai tây chiên giòn ngon và đùi gà thơm giòn như này để ăn nhá. Chào Khanh. Hôm nay chị được ăn thịt gà rồi này Khanh ơi. Hôm nay chị được ăn gà đấy. Chị vừa ăn 3 cái đùi gà to đùng bằng cái mặt của chị luôn. Vẫn ăn được tiếp, no rồi nhưng vẫn ăn được tiếp. Em không biết bao nhiêu khoai trên bàn. Em không biết nào là gà đang chiên. Thì em vẫn ăn và sẽ thử thách cũng Fit đi. Thôi bỏ đi, bài này không thể nói đâu. Ngon quá. Hello Nguyễn Gia Hân nha. Ngon quá anh em ạ. Anh em ơi hãy cùng download ứng dụng Fit đi và nhập mã của Mel vào nhá để Mel có cơ hội trúng iPhone 7 Plus và các bạn cũng thế nhá. iPhone 7 Plus đang đón chờ các bạn. Một chiếc iPhone 7 Plus, 3 chiếc iPad Pro. Chỉ cần các bạn là share ứng dụng. Cùng đồng thời là nhờ bảo mọi người nhập mã của các bạn vào hoặc là các bạn nhập cả mã của mình vào thì các bạn cũng sẽ được 3 thìa, mỗi lần như thế được 3 thìa nhá. À, khi mà xem video hết ấy, mà xem mà không tua ấy thì cũng sẽ được một thìa. À, nói chung là các bạn hãy down ứng dụng Fit đi nhá. Nơi này có anh nhá. À nãy vừa có ai bảo là bài Bad Boy nhỉ. Xin nhưng đừng quay về, quay về, quay mà về nữa. Tim anh nghe quá lạnh nung nung nung. Xin anh mong mà chờ, mong mà chờ, mong mà chờ nữa. Chào La Hân nha. Hát theo kiểu phong cách của Trang Hí.
À, đi qua đến người Ken à? Ken Nimi ơi, đang ứng dụng kênh thể thao về... À nhầm, Ken Nimi ơi, đang ứng dụng fit đi về chưa? Ken Nimi ơi, đang ứng dụng fit đi về chưa? Trong đấy có rất là nhiều công thức nấu ăn để cho em có thể về nhà tự nấu ăn cho người yêu ấy. Thì bây giờ có một cách rất đơn giản út nhóc con ạ. À. Hãy đào ứng dụng về nhập mã của Mel vào là bạn đã được 3 thìa rồi. Share cho mọi người nhập mã của các bạn vào, các bạn cũng sẽ được 3 thìa nữa. Khuôn mặt chị cũng đáng thương đấy em. Từ 5 giờ của Liên Quân á. Chắc phải 5 rưỡi 6 giờ. Tại vì chị bây giờ chị còn phải đi về. Sắp hết giờ rồi. Thời lượng chương trình cũng sắp hết rồi. Cảm ơn tất cả các anh em hôm nay đã đồng hành cùng Mel và cùng xem Mel thưởng thức một cái món ngon tuyệt vời này. Từ cái lúc mà tham gia Fit đến giờ hôm nay đã được ăn thật là điên đảo, thật là hoành tráng. Cảm ơn tất cả mọi người nhá, và hẹn gặp lại mọi người trong những cái lần tiếp theo, những lần thử thách tiếp theo nhá. Mình cũng sẽ tham gia. Chỉ còn 2 phút nữa thôi là hết giờ. Mình cũng sẽ liên tục đăng ký để tham gia tất cả những thử thách của Fit đi. Tại vì mình rất là thích chương trình này và thích tất cả những công thức mà Fitdi có đăng ở trên page hoặc là trên app của Fitdi. Mọi khi á, là hay chui vào trong này để mà xem tất cả những công thức đây này. Có tất cả các công thức của làm tất cả những cái món ngon. Trong này còn có cả kim bắp này, làm cả kim bắp này. Mình còn nhìn thấy có cái ứng dụng là có cái làm kem ấy, kem pudding ấy, đâu rồi nhỉ? Thích ăn cái đấy cực, chắc phải về thử mới được. Ăn như heo. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã cùng đón xem Mel. Mọi người nhớ like page Fit đi TV và cùng xem cái livestream này của Mel đi nhá. À mày. Thank you cả nhà. À nhong.